mời bé sang gì? Tôi trả lại những 250 điểm. Là 250 điểm và cuối cùng xin mời bé sang Kim. Đúng rồi, con cho 100 điểm. Và như vậy, bạn chưa đạt điểm chuẩn 500. Bạn sẽ ra về với số tiền thưởng là 2 triệu đồng và một phần quà lưu niệm của chuyện nhỏ. Chúc mừng. Thưa quý vị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai bạn đã đóng góp cho câu hỏi chương trình chuyện nhỏ lần này, đó là bà Nguyễn Thị Mai Trâm. Con uống đi, con uống đi, mẹ quay cho con ta. Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn thứ hai là bạn Lê Thị Minh Hạnh ở số 3B, xuyệt 23B, tổ 3, ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ còn nhiều bạn khác từ khắp mọi nơi gửi những câu hỏi hay về cho chương trình. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chuyện Nhỏ đến đây đã tạm dừng. Chúng ta một lần nữa chia tay với các bé đã hết sức dễ thương hỗ trợ cho chương trình thành công. Chú Thanh Bạch xin gửi lời chào tạm biệt đến các thiên thần nhỏ nha. Tạm biệt. Chào các bạn thân mến.